Rồi Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là ngày 14 tháng 9 thì bên nhà Ngọc Sương cũng sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy Android. Hôm nay thì cũng thấp nha anh chị ơi, giá thì 800 ngàn là thấp nhất và cao nhất là 3 triệu 9 ha. Đó. Số liên hệ mua hàng bên em là 0879 182 796 nha anh chị. Địa chỉ là 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha. Khách ở gần mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy luôn nha anh chị. Còn ở xa là bên em sẽ ship toàn quốc cho anh chị. Tầm khoảng 3 đến 5 ngày là anh chị nhận được hàng rồi ha. Đó, khách uy tín mua hàng nhà bên em mình không cần phải cọc nha anh chị. Nhận hàng mình cứ việc mở hộp ra nha, kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán nha anh chị. Trường hợp như mà anh chị kiểm tra không đúng hàng, không đúng mẫu như em quảng cáo trên này ấy, thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha. Đó, không mất một chi phí gì hết nha anh chị. Rồi về chế độ bảo hành là bên em sẽ bao test cho anh chị trong vòng 1 tuần. Nếu lỗi lầm gì thì đổi trả một đối một nha. Còn bảo hành thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị từ 1 đến 3 tháng tùy máy ạ. Rồi mình vào live luôn nha anh chị. Con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là mã số 1. Mã số 1 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A10 này. Samsung A10 màu đen nha anh chị ơi. Con này màn hình cũng nói là 6.2 inch nha. Đó. Mua về cho ông bà lớn tuổi xài rất là ok nha anh chị. Bản là bản RAM 2, bộ nhớ 32 GB. Lưa lên mạng, lướt web, xem phim thoải mái nha anh chị ơi. Đó, Zalo, Facebook, TikTok thì ok hết nha. Con này giá chỉ có 850 ngàn thôi. Đó, xả thanh lý đầu la cho anh chị. Samsung A10 hàng là hàng công ty chính hãng cho mình nè. 850 ngàn nha anh chị. Có bộ sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ cho anh chị nha. Đó, mình nhận hàng kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán nha anh chị. Galaxy A10. Galaxy A10 nha anh chị, 850 ngàn. Đó, nó hơn cái cục gạch một xíu thôi nha anh chị. Đó, hơn cục gạch một xíu thôi mà mình có thể mua về xài lên mạng lướt web thoải mái nha. 850 ngàn cho mã số 1 nè. Rồi qua mã số 2 nha anh chị ơi, mã số 2 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A1K nha. Oppo A1K thì em có hai bảng màu cho mình lựa chọn nè. Màu đỏ với màu đen nha anh chị ơi. Máy nhỏ gọn thôi ha. Con này màn hình của nó là 6 chấm. Màn hình 6 chấm nha anh chị, bản 32 GB nè. RAM 2 bộ nhớ 32 GB. Con này pin của nó là 4000 mAh. Đó, full chức năng cho anh chị nha. Máy xài 2 sim 2 sóng. Oppo A1K nha anh chị, màu đỏ với màu đen. Con này giá chỉ có 850k luôn nha anh chị. Đó, mã số 2 cũng 850k thôi nha. Đó, đầy đủ phụ kiện là sạc ốp dán cương lực cho mình nè. Oppo A1K màu đỏ với màu đen 850k này, 850k. Rồi qua mã số 3. Số 3 là dòng máy Realme. Đây là Realme C2 nha anh chị ơi. Realme C2 thì bảng màu này là màu xanh dương nha. Đó, màn hình con này là 6 chấm nè. Màn hình 6 chấm nha anh chị, RAM là RAM 2, bộ nhớ là 32 GB. Con này là 800k nha anh chị. Đó. Ở quên, con này RAM 2 bộ nhớ 16 GB nha. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Xài 2 sim 2 sóng nha anh chị. Con này giá bán là 750 ngàn đi. Mã số 3 nha anh chị, Realme C2 nha. Realme C2 máy còn khá là mới nha anh chị. Đó, lên mạng lướt web ok nha mọi người, xài 2 sim 2 sóng. Chỉ có 750 ngàn thôi, tặng cho mình sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ. Mã số 3 là dòng máy C2 nha anh chị, Realme C2 750 ngàn ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 4. Số 4 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo F7. Oppo F7 thì em có bảng màu đỏ với màu màu đen nha. Ừ. Màu đỏ với màu đen nha anh chị. Đó, máy cũng còn khá là đẹp. Con này RAM là RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị ơi. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Đó, kiểu dáng màn hình tay thỏ cho anh chị nè. Màn hình con này là 6.2 inch nha. Màn hình 6.2 inch. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 2 nè. Oppo F7 nha, máy cái dòng này xài mượt nha anh chị. Chip là chip Helio là B60 ha. Đó, mã số 4 là 1 triệu, triệu 2. Rồi tiếp tục qua mã số 5. Số 5 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo F9 nè. Oppo F9 thì em có bảng màu này là màu xanh đen nha anh chị. Màu xanh đen. Con này RAM là RAM RAM 6 nha anh chị. RAM 6 bộ nhớ 64 GB, hàng công ty chính hãng cho mình nè. Đây ha, mình vào bên giới thiệu điện thoại nè. RAM 6 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Đó, màn hình con này là 6.2 inch, chip Helio là B60. Đó, dòng máy Oppo F9 thì cam đẹp nha anh chị, cảm ứng mượt mà cho mình ha.
Đó, máy bị sao thì em nói vậy cho anh chị mình biết rõ luôn nha. Full chức năng thì em báo full chức năng cho mình. Đây, Oppo F9 là full chức năng tất cả, nhưng mã số 5 là 1,4 triệu, đầy đủ phụ kiện. Rồi qua mã số 6, số 6 là dòng máy Realme. À, đây là Realme C30S nha anh chị. Realme C30S bản màu này là màu đen này, đen mà đen xám nha anh chị, màu đen xám chứ không phải đen thui đâu ha, đen xám này. À, màn hình con này lớn nha anh chị, 6.5 inch á. Màn hình 6.5 inch nha, RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64 GB. Đây, Realme C30S này, phiên bản Android 12 chấm, RAM 4 cộng 1, bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Con này giá bán chỉ có 1,4 triệu thôi nè. 1,4 triệu thôi nha anh chị ơi, Realme C30S nha, giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Đó, RAM 4 cộng 1, bộ nhớ 64 GB, pin 5000 mAh. 1,4 triệu cho mã số 6. Rồi tiếp tục qua mã số 7. Số 7 là dòng máy Vivo nha anh chị, đây là Vivo Y11. Màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. Con này RAM là RAM 3, bộ nhớ 32 GB nha anh chị ơi. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Đó, và pin của nó là tới 5000 nha anh chị. Mấy cái dòng này pin bao trâu nha mọi người, pin rất là trâu luôn, 5000 mAh. Màn hình 6.3 inch nha, màn hình 6.3 inch. Vivo Y11, con này giá bán cho anh chị mình là 1,2 triệu này. Mã số 7 nha anh chị, mã số 7 giá bán 1,2 triệu cho anh chị nha, Vivo Y11. Rồi tiếp theo qua mã số 8. Số 8 là dòng máy Samsung nha anh chị, đây là Samsung A02s. Samsung A02s bản màu đen nha anh chị ơi, con này bản RAM 4. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 GB, màn hình con này là 6.5 inch nha anh chị ơi. Đó, màn hình 6.5 inch nó có hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Đó, chua sạc và chua sạc Type-C này. Mấy cái dòng này xài bền nha anh chị, dòng Samsung xài rất là bền nha. Samsung A02s á, 1,5 triệu nha anh chị. Tôi con này em đỡ là giá cho anh chị là 1,5 triệu đi ha. Samsung A02s, RAM 4 bộ nhớ 64 GB, giá 1,5 triệu, nó màu đen nha anh chị. Ba camera và một đèn flash này. Mã số 8 1,5 triệu. Rồi qua mã số số 9. Số 9 là một con dòng máy Realme, đây là Realme C21. Realme C21 thì em có bản màu này là màu đen ạ. Màu đen nha anh chị, con này RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB này. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, pin của nó là 5000 nha anh chị, pin 5000 mAh. Con này giá bán 1,3 triệu nha. Mã số 9 Realme C21 1,3 triệu cho anh chị. Rồi tiếp tục qua mã số 10. Số 10 là dòng máy Vivo. À, đây là Vivo Y17 nha anh chị, Vivo Y17 màu xanh đen cho anh chị nha, màu xanh đen. Hình thức con này tầm khoảng 92-93% nha anh chị. RAM là RAM 6, bộ nhớ là 128 GB nha, Vivo Y17 này. Đó, Vivo Y17 RAM 6, bộ nhớ 128 GB, con này màn hình của nó là 6.5 inch. Đó, nó có hỗ trợ sạc nhanh nha mọi người. Con này chua sạc là micro nha, nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh. Đó, Vivo Y17 con này giá bán chỉ có 1,5 triệu thôi ạ. À. Đó, Vivo Y17 màu xanh đen nha anh chị, pin trâu 5000 mAh. RAM 6 bộ nhớ 128 GB, 1,5 triệu nè. Rồi qua mã số 11. Số 11 là dòng máy Poco. À, đây là Poco M3 nha anh chị, Poco M3, màu này là màu xanh dương nha, màu xanh dương. Cầm cái con này rất là nặng nha anh chị, tại vì pin của nó rất là trâu nha, pin tới 6000 mAh này. Pin 6000 mAh có hỗ trợ sạc nhanh cho mình nè. Đây, tên thiết bị là Poco M3, RAM 4 cộng 1. RAM 4 cộng 1, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị, pin 6000 mAh, con này giá bán là 1,5 triệu nha. Đó, 1,5 triệu. Có bộ sạc, có plug và giãn công lực đầy đủ cho anh chị. Màu này là màu xanh dương nha anh chị, mã số 11 là 1,5 triệu nè. Rồi tiếp theo qua mã số 12. Số 12 là một con dòng máy Poco. Đây là Poco F3 5G nha anh chị, Poco F3 5G nha mọi người. Đó, máy mới kẹn luôn, màu này là màu xanh xanh dương cho anh chị nha, màu xanh dương. Tầm trên 95% nha anh chị, màn hình con này là màn hình Super AMOLED 6.7 inch nha anh chị, 6.67 inch nè. Đó, màn hình Super AMOLED nha, Poco F3 5G nha anh chị. Đó, RAM là RAM 6, bộ nhớ của nó là 128 GB nha. Con này nó chạy chip ROM nha anh chị. Chip Snapdragon là 870 nha. Đó, chip ROM cao cho mình luôn này, mua về xài chơi game rất là mượt nha anh chị. Dòng này là dòng đời mới á.
đó, chuyên về game cho anh chị nha. Poco X3 5G này đó, Poco X3 5G giá bán là 3 triệu 9 đó, tặng bộ sạc nhanh ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ cho anh chị nha. Mã số 12 Poco X3 5G nha anh chị. Rồi em sẽ test cái phần phần cam nha. Đây camera này đó, cam trước cam sau rất là sắc nét nha anh chị. Mua chuyên về game nha mọi người, con này là nó hỗ trợ chuyên về game cho anh chị á. 3 triệu 9 ha, mã số 12 Poco X3 5G 3 triệu 9 á. Chip là chip 870 nha anh chị. Rồi qua mã số 13. Số 13 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A12 nha anh chị, hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha. Samsung A12 thì em có hai màu, màu xanh lá và màu đen nha anh chị. Đó, xanh lá và đen. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 128 GB nha. RAM 4 bộ nhớ 128 GB nha anh chị. Con này pin của nó tới 5000 mAh á. Pin 5000 mAh, nó có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị nha. Đó, Galaxy A12 nha anh chị, Galaxy A12. Máy mới keng nha, con này tầm khoảng 97-98% nha anh chị, xài rất là bền luôn. Vân tay tích hợp đúng nguồn cho anh chị nha. Samsung A12 là 1 triệu 9. Đó, hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Mã số 13 là 1 triệu 9 nè. Rồi tiếp tục qua mã số 14. Số 14 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A53 nha anh chị, Oppo A53 hàng công ty chính hãng cho mình nha. Màu xanh ngọc này, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn nha anh chị. Con này màn hình của nó là 6.5 inch nha, màn hình 6.5 inch. RAM là RAM 8, bộ nhớ của nó là 128 GB nha anh chị. Đây, Oppo A53, RAM 8, bộ nhớ 128 GB. Pin thì tới 5000 mAh nha anh chị, hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Và con này nó có loa kép cho anh chị, có loa kép nha mọi người, loa rất là to luôn ha, giá chỉ có 2 triệu chẵn thôi nè. Oppo A53 bản RAM 8 bộ nhớ 128 GB, 2 triệu chẵn cho anh chị nha. Mã 14 là 2 triệu chẵn. Rồi qua mã số 15. Số 15 là dòng máy Samsung nha anh chị. Đây là Samsung M32 nè. Samsung M32 nha anh chị. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch nha anh chị ơi. Đó, RAM là RAM 8 bộ nhớ 128 GB nè. Đó, phiên bản Android 13 chấm nha, màn sáng đẹp nha anh chị. RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Chip Helio là G80 nha anh chị, con này giá bán là 3 triệu chẵn. Đó, RAM 8 bộ nhớ 128 GB, pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình này. 3 triệu chẵn nha anh chị, Samsung M32 nha, Samsung M32. 3 triệu chẵn, mã số 15 ạ. Rồi qua mã số 16. Số 16 là dòng máy Samsung nha anh chị, ở đây là Samsung A71 này. Samsung A71 màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt. Đó, máy zin toàn bộ cho mình nha. Con này màn hình của nó là màn hình Super AMOLED 6.7 inch nè. RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Đây nha anh chị, RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Pin con này là 4500 mAh nè. Đó, pin 4500 mAh có hỗ trợ sạc nhanh cho mình ha. Con này giá bán là 3 triệu chẵn. Đó, Samsung A71 nha anh chị ơi, Samsung A71 máy full chức năng hết nha, 3 triệu chẵn nè. Mã số 16 là 3 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 17. Số 17 là dòng máy Oppo nha anh chị ơi. Đây là Oppo A73 5G nha. Oppo A73 5G màu này là màu đen, màu xanh đen nha anh chị. Thì hình thức con này có hơi nhâm nhẹ theo thời gian nha anh chị ơi, tầm khoảng 92-93% gì đó nha. Đó, máy là máy zin toàn bộ cho mình. Con này RAM là RAM 8 nha anh chị. RAM 8 bộ nhớ là 256 GB. Đó, màn hình của nó là màn hình nốt ruồi nha, 6.5 inch. Pin thì 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Oppo A73 5G nha anh chị, con này giá bán là 1 triệu 8 này. Đó, sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ cho anh chị nha. Đó, nhận hàng kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán nha anh chị. Mã 17 là 1 triệu 8 này. Đó, hình thức tầm khoảng 92% ạ. Rồi lên mã số 18. Số 18 là dòng máy Oppo A95. Oppo A95 thì màu này là màu màu bạc nha anh chị, màu bạc ánh kim cho mình ha. Đó, màu bạc đa sắc này rất là đẹp luôn nha anh chị. Trắng bạc. Con này RAM là RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Màn hình Super AMOLED ha, 6.5 inch. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị, chip Snapdragon là 665 này. Đó, hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị, dòng pin của nó tới 5000 mAh. Sạc là sạc 33W nha anh chị. Đó, sạc 33W. Đẹp keng nha mọi người, con này tầm khoảng 97-98%, 2 triệu 9 nha anh chị. Oppo A95 nha, Oppo A95 là 2 triệu 9 nè.
Rồi tiếp tục qua mã số 19. Số 19 là dòng máy Redmi, đây là Redmi 10C, màu là màu xanh dương này. Đó, Redmi 10C màu xanh dương nha anh chị, con này màn hình lớn 6.7 inch. RAM là RAM 4 bộ nhớ 128 GB ha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Đó, pin của nó tới 5000 mAh nha anh chị. Pin 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh cho mình này. Redmi 10C nha, Redmi 10C con này giá bán là 1 triệu 8 này. Mã số 19 nha anh chị, màn hình lớn pin trâu nha, chip Snapdragon là 680, chơi game chơi đồ rất là mượt nha anh chị. Mã số 19 là 1 triệu 8. Rồi tiếp tục qua mã số 20. Số 20 là dòng máy Vivo, đây là Vivo Y02S nha anh chị, màu xanh ngọc và màu đen ha. Đó, xanh ngọc và màu đen nha anh chị, máy mới 98,9% cho anh chị. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Màu xanh ngọc hiện tại hết pin nha. Rồi con này màn hình của nó là 6.5 inch nha, màn hình 6.5 inch. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị, máy mới kẻ luôn ha, 98,9% cho mình. Đó, pin của nó tới 5000 mAh, nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Chui sạc là chui sạc Type-C nha, mã 20 là 1.650 nè. Đó, đầy đủ phụ kiện cho mình ạ. 1 triệu 6 chẵn nha anh chị, em nhầm xíu nha. Samsung One Vivo Y02S là 1 triệu 6 chẵn nha anh chị, có màu xanh ngọc và màu đen ha. Đó, đồng giá là 1 triệu 6. Tục qua mã số 21. Số 21 là dòng máy Realme nha anh chị, đây là Realme C3 này. Em có hai màu cho mình lựa chọn nha, màu xanh dương và màu đỏ này. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị ơi. RAM 3 bộ nhớ 32 GB và con này màn hình của nó là 6.5 inch nha. Đó, màn hình 6.5 inch, pin 5000 nha anh chị, pin trâu màn hình lớn, mấy cái dòng này xài bền nha anh chị. Đó, cực kỳ bền luôn nha. Realme C3 chỉ có 1 triệu 2 thôi ạ. À. Đó, sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Lên mạng lướt web gì ok hết nha anh chị, máy xài hai sim hai sóng cho mình nha. Màu đỏ với màu xanh dương, giá bán chỉ có 1 triệu 2 thôi ạ, à, có đầy đủ phụ kiện. Rồi qua mã số 22 nè. Số 22 là dòng máy Vivo Y16. Vivo Y16 thì em có bảng màu này là màu đen nha anh chị. Đó, máy là máy viền vuông nha, viền vuông cam tròn, con này hình thức tầm khoảng 98% cho anh chị nè. Đó, hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ nha anh chị, Vivo Y16. RAM 4 cộng 4 nha, RAM 4 cộng 4 bộ nhớ là 64 GB. Phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị. Con này giá bán chỉ có 1 triệu 9 thôi ạ. À. Mã số 22 nha anh chị ơi, mã số 22 giá 1 triệu 9 cho mình nè, à, Vivo Y16. Rồi tiếp theo lên mã số 23. Số 23 là Vivo Y12S. Vivo Y12S thì em có hai màu nha anh chị, màu đen và màu xanh nhạt. Đó, màu đen và màu xanh nhạt cho anh chị nha. Con này RAM 3 bộ nhớ 32 GB. RAM 3 bộ nhớ 32 GB và pin của nó thì tới 5000 mAh nha anh chị. Đó, Vivo Y12S nha, full chức năng xài hai sim. Đó, pin trâu nha anh chị, mấy cái dòng này pin cực kỳ trâu, giá chỉ có 1 triệu triệu 350 đi ha. Đó, Vivo Y12S là 1 triệu 350 ạ, à, mã số 23 này. Rồi tiếp tục qua mã số 24. Số 24 là dòng máy Realme 5i này. Realme 5i thì em có bảng màu này là màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị, mình có thể mua về xài chơi game thoải mái nha, Realme 5i chơi game thoải mái luôn. Đó, pin trâu màn hình lớn nha anh chị. Đó, tên thiết bị là Realme 5i đây nha. Chip Snapdragon 665, con này giá bán là 1 triệu rưỡi nè. 4 camera, một đèn flash nha anh chị, mã số 24 là 1 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục qua mã số 25. Số 25 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A11 nha anh chị, Samsung A11 thì em có bảng màu này là màu đen ạ. À. RAM 3 bộ nhớ 32 GB nè. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị, con này pin của nó là 4000 á, pin 4000 mAh nha, nó có hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Samsung A11 giá chỉ có 1 triệu 3 thôi nha anh chị ơi. Đó, giá chỉ có 1 triệu 3 thôi ạ. À. Bộ sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ nha, màu đen, đen này là đen bóng luôn nha anh chị, mã số 25 là 1 triệu 3. Rồi tiếp tục qua mã số 26. Số 26 là dòng máy Realme, đây là Realme C11 đời 2021. Màu xanh này là màu xanh dương nha anh chị, con này bản RAM 4 này. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị ơi. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Pin 5000 mAh nha. Con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 4 nè.
Realme C11 nha, Realme C11 đời 2021, RAM 4 bộ nhớ số 4 ghi, con này giá bán 1,4 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 27. Số 27 là dòng máy Realme C12 nha anh chị. Realme C12 bản màu này là màu đỏ nha, còn duy nhất một con thôi nha anh chị ơi. Đó, con này RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Pin tới 6000 nha anh chị. Pin cực kỳ trâu bò cho mình nha, 6015 mAh. Đó, màn hình 6.5 inch nha. Xài 2 SIM nha anh chị, máy thì trên 95% cho anh chị nè. Ba camera, một đèn flash cho mình nha, vân tay đầy đủ. Đó, Realme C12 mã số 27 nha anh chị, mã số 27 là 1,3 triệu nha anh chị ơi, 1,3 triệu. Có bộ sạc, có lưng và dán cứng lực đầy đủ cho anh chị nha. Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị 27 mã như vậy thôi ha. Thì anh chị cứ xem con nào mình cảm thấy ok hợp lý thì mình liên hệ cho em để mà mua hàng nha anh chị. Qua số điện thoại là 0879 182 796 nhé. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.